Thị Đô Nghĩa, đúng 20m từ vị trí ngôi nhà này mà đi ra tới đường lớn, nó chỉ khoảng phạm vi bán kính 20 km kia, và kia là khu đô thị. Với cái căn nhà này vừa mới hoàn thiện xong hết, gần như là tới 98% rồi quý vị ạ. Còn một chút chút nữa về cái phần lát sân đằng trước là quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Với cái phần thiết kế của ngôi nhà, diện tích 35m², thiết kế 5 tầng, với mặt tiền của ngôi nhà 3m4, hướng nhà là hướng đông bắc. Ở đây thì có 2 căn và hiện tại vẫn còn nguyên 2 căn mọi người nhé. Ngoài sẽ quay một căn bên trong, căn mẫu để gửi tới cho quý vị. Với cái phần thiết kế 2 lớp cửa ở phần cửa chính, bên ngoài là cửa sắt mỹ thuật và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với cái phần hoàn thiện rất là chỉn chu, cầu kỳ, cẩn thận và công năng sử dụng rất là hợp lý cho quý vị. Từ vị trí ngôi nhà này gần với lại ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông, cách ngã tư Lê Trọng Tấn Hà Đông khoảng tầm 2 km, cách với lại trường đại học Fenica khoảng tầm 1 km mọi người ạ, chưa đến 1 km. Và xung quanh của ngôi nhà này thì tiện ích ngập tràn, ăn theo khu đô thị Đô Nghĩa, được hưởng toàn bộ những cái lợi ích, những cái công năng sử dụng của khu đô thị, gần với lại công viên âm nhạc và công viên nước mọi người ạ. Đấy, nhạc nước. Với cái thiết kế của cái căn nhà này thì hợp lý lắm luôn ấy mọi người. Tầng 1 là phòng khách, phòng bếp. Cái phần đằng trước nhà thì ở đây hiện tại là ô tô nhỏ có thể vào tận tới cửa nha quý vị. Ô tô vào tận cửa, thiết kế hướng là hướng đông bắc. Quý vị nào đang học hướng đông bắc thì có thể tham khảo căn nhà này. Sổ đỏ chuẩn chỉnh, vuông vắn, không lỗi phong thủy. Và với cái căn nhà này hiện tại chủ nhà đang chào bán với cái giá là 3 tỷ 600 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với quý vị có nhu cầu với cái căn nhà này, quý vị có thể vay tối đa 80% giá trị ngôi nhà với những cái ngân hàng uy tín nhất và lãi suất hiện tại cho vay gần như là hỗ trợ tối đa nhất cho mọi người nhé. Ngọc Bạch đang đứng ở đây là phần tầng 1, phần phòng khách, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, hồ sơ nước đều đã được lắp đặt đầy đủ. Với căn nhà này quý vị đi làm theo trục đường Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài rất là hợp lý. Từ vị trí ngôi nhà này mà đi lên tới trung tâm Hà Đông, nó chỉ phạm vi khoảng tầm 7 phút đi xe máy thôi. Và lên tới trung tâm Hà Nội nó khoảng tầm 15 đến 20 phút đi xe máy mọi người nhé. Tiếp theo, với cái phần không gian phòng khách thiết kế rất là hợp lý, hài hòa, và chủ đầu tư này thì thiết kế rất là cẩn thận. Hai bức tranh cho mình ở hai bên với cái phong cách rất là hiện đại, mới mẻ, màu sắc cũng rất là nhã nhặn. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60 vân đá. Màu tông sơn chủ đạo của ngôi nhà này là màu trắng. Theo đúng như hiện trạng thì ngôi nhà này hiện tại là quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay được. Vị trí xung quanh ngập tràn tiện ích, gần với các trường đại học lớn cũng như là giao thông đi lại rất là thuận tiện. Đây là phần không gian phòng bếp nha mọi người. Với cái phần không gian phòng bếp này thì còn một chút về cái phần ốp kính ốp bếp nữa là hoàn thiện xong hết cho quý vị. Còn ngoài ra thì tủ bếp thiết kế xong hết rồi. Mặt bếp ốp đá, granite, phụ kiện bếp đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Đấy. Hồ sơ điện, hồ sơ nước đầy đủ, riêng biệt từng căn. Với phần tầng 1 còn một phòng vệ sinh nhỏ, quý vị công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1 luôn nhé. Phòng vệ sinh đầy đủ về bồn cầu cũng như hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Cổ trụ tay vịn cầu thang thiết kế toàn bộ là gỗ lim, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite với đá đen, hoa văn và cổ trắng. Như vậy Ngọc Ánh đã review cụ thể cho quý vị đường, hướng, giá, vị trí cạnh với khu đô thị Đô Nghĩa rồi. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin thì alo ngay cho nhà tốt nhé. Sau đây xin mời quý vị lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và thưa quý vị, trên phía tầng 2, 3 và 4 thiết kế giống hệt nhau. Mỗi một tầng thiết kế gồm một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh ở phía bên trong. Đây là phần phòng ngủ hướng ra mặt ngõ cho quý vị. Phòng ngủ này rất là rộng, có ban công mở thực tế hướng ra phía bên ngoài. Với cái khu vực này thì không thể che vào đâu được. Khu dân cư đông đúc, đi có khoảng tầm 20m đi bộ là xung quanh ngập tràn tiện ích, siêu thị lớn nhỏ cũng như là những cái tiện ích hàng ngày, quán ăn, hàng mọi cái, Winmart cũng như là đầy đủ cho quý vị những cái công năng, nhà hàng đầy đủ. Với cái phần phòng ngủ thì cũng thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn led, màu sơn chủ đạo là màu trắng. Phần dưới chân Ngọc Ánh ở đây thì là thiết kế sàn gỗ công nghiệp
và một phòng vệ sinh rất là rộng ở trong phần phòng ngủ nha mọi người. Đây là phần phòng vệ sinh siêu rộng luôn, đầy đủ cho quý vị về hệ thống sen cây tắm này, bồn cầu này, lavabo này, rất là rộng, quạt hút mùi, vắt khăn dàn. Phòng vệ sinh này thì cái màu gạch rất là nhã nhặn, và cái gạch đó chủ nhà ốp cho mình lên tới tận trần, rất là thẩm mỹ. Cửa thông phòng thiết kế ở đây là cửa gỗ rất là chắc chắn. Đó. Đây là phần tầng 2 của ngôi nhà. Mời quý cho em lên tầng 3 nhé. Với tầng 3 của ngôi nhà cũng được thiết kế tương tự như tầng 2, hay nói chính xác hơn là tầng 2, 3, 4 thiết kế giống hệt nhau. Như vậy với cái căn nhà 5 tầng này thì thiết kế đầy đủ cho quý vị 3 phòng ngủ riêng. 3 phòng ngủ siêu rộng, siêu thoáng. Ánh sáng tự nhiên ngập tràn vào trong không gian phòng với cái vị trí ngõ trước nhà khá là rộng. Sàn gỗ công nghiệp, đèn ngủ trang trí, hệ thống trần thạch cao, đèn led. Với căn nhà này thì hồ sơ điện riêng, nước sử dụng nước sạch sông Đà và điện lực EVN Hà Nội. Công tơ riêng biệt từng căn, hai căn nhà xây liền nhau tuy nhiên tường riêng, móng riêng, cột riêng quý vị nhé. Đó, đây là phần phòng vệ sinh ở các phòng. Tất cả mọi cái thông số cũng như là cái giá bán Ngọc Ánh gửi tới quý khách hàng, toàn bộ 100% đều là thật, 100% đều là giá bán từ chủ đầu tư, chủ nhà, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm nhé. Và mời ngồi theo em lên khám phá tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và ngoài năng lượng hiện tại đây là phần tầng 5 của ngôi nhà với một ô giếng trời siêu là rộng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Trên đây thì thiết kế cho quý vị không gian phòng thờ riêng. Đây. Đó, ánh sáng quá là tự nhiên luôn. Và phần còn lại là phần sân phơi nha mọi người. Đây là phần sân phơi của ngôi nhà. Từ vị trí ngôi nhà này cách với 200m là trường tiểu học cấp 1, cấp 2. Cũng như kia là khu đô thị Đô Nghĩa. Quý vị nhé, dân cư đông đúc, hàng xóm thân thiện, vị trí giao thông đi lại thuận tiện, gần với lại điểm xe buýt, gần với lại tất cả những cái tiện ích cơ sở vật chất hạ tầng xung quanh, đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng cho quý vị với giá bán 3,6 tỷ, diện tích 35m, hướng nhà Đông Bắc. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về ngôi nhà này, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.